rượu ngon lắm. Dạ, rượu ngon quá ra. Rượu ngon. Êm mà thơm mà nhẹ. Dạ. Rượu đúng rượu Ba Na đấy. Đây, em mời lên tí. Vẫn chưa ngon ạ. Là phải ngon. Ngon chứ, ngon rồi. Trong là nếp cộng với cả rau rừng, lá rừng đúng không dạ? Dạ con nói thế có sai không ạ? Dạ, xong rồi ủ lên. Mỗi làm một khác. Đối cắt già, tức là anh Thắng thì là vì là anh quay phim anh phải cử động thật nhanh nhẹn, nên ra là quần này nó trên này tươi màu trên này thì cô đối mũ xoang dạ mùa xoang thì ở bên mình là ngày mai là bọn con cũng được nghe già đánh cồng chiêng này rồi ơi hơi lia cái phần ấy cái xoay mà lên là phải cứ chà hát anh nhung đấy nhung cái cài đi càng xoay càng hát hay thì cái này đừng gạt to đặt cong bê la bên ấy đặt keo với cái tu to đừng tu to nhà tu 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 trùm đừng tu trùm dùi vi cung vàng để nan sẽ kê cung vàng ao play đang ấy khệ đang ấy nè rú bần đang ấy nè để nhong o mi ma tụi nạ dạ yang để sụ nhặt cái bal nhặt on đang ấy với sụ gì ngay lai lơ lai cái rầm đang ấy mọc đang ấy cái gia rầm rẽ sụ sồn ed do ed chic chic tăng bằng bật nhắm bằng nằm rõ tôi sẽ ôm bên đang ấy bên ed xoay rõ ấy và lại chả bọn vẫn bọn vô bà bẩn thế bọn này kia cái thì tôi thầm giang đây giang hầm cưa để miền mà hầm vạ hầm rọ hầm đòn bằng kiểu đòn lập vị này vẫn phải lệ thay giờ mà mặc rọ mặc đẹp rồi nàng cạ sợ kì nhiều bọn đẹp bài sợ kì để các bạn hiểu hiện diện bên này và lệ bật thiệt thiệt định chèn rệt po kì chèn rệt ơi ghét gòn po kì nè ghét gòn ơi con hù po bần nè con hù ơi 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 là họ ấy nhận là nhận bần nè ơi ơi ê quay nọ bơi tôi chỉ mòn ẹt chì rọ bằng bật lòng chì xoài ẹt bật phải bà kệ tẹp tẹp dùng dùng tẹp tẹp dùng ẹt đâm tôi ngạc cái đạp ghê ẹt ọ đọc năng tọc lung con trông tạc đạc thế mòn năng đâm xung trúc sơ tô rung rung trúc sơ bạc đừng bạc trúc sơ đúc sơ đâm chả lệ phệ la hông đang cái tàm nạc tàm nạc con nạc cạp này thế bắt tâm mòn năng sợ kì để hạt càng vấn đơn còn chỉ tì nhà tư trúc còn có tô cạp lệ sự kỳ chạy nằm nhu bọn dọc tọc nằm tớ mò ra xô tớ bố binh cho tớ mò đình chắn tớ mắt tên tông sơ lòng a tốt bố tông quăng xếp tên quyết a trung xem trung hờ lai dạ dạ dân mấp tớ đập bắt quăng thường long para quái càng tay dù xa a ra dân cho ôm rõ tu cồng càng khóc nhào dân cơ băng tô cồng cơ môn dễ dàng quang o lọc lọc hơi là văn o tạc ru ta gà buồn bông slip vào đây bây này nhìn nhìn chặt đi tôi từng em ơi không đây cứ vô chị cứ vô một tay đẹp đẹp phải mấy đứa bố lại được rồi tôi đang giả bộ như nghe y chang nghe giả hát cái bên này nữa lấy em biết rồi không được ừ đúng rồi ông về đi bi rê cơ chiến quang pin tờ vun tăng dân tơ no răng blo tơ ra ba ra tơ đình chinh mong nào trù chun vũ phênh con la hiong hàng đạc
lúc lạc là cờ chờ bơ bọ mòn chờ bụ yu rơ chờ lơ mòn nhồn ơ chờ chờ lơ cứ hùi nó đánh mày nữa đi ra nữa đi ra nữa đi ra cứ phong cứ gì nữa đi ra còn dân ca thì ra cứ ca luôn như thế thế với khúc ngăn ngăn này ngân nga thì giữa đại ngàn hiểu chẳng kỹ họ dê nhóc đã gặp cờ tập tru linh gỡ linh bột chinh kình ninh dân nào cờ tao tung bút ở nhô trăng rai sớ trai ba con còn giòn tới qua cờ ba chờ rồi rong dâm đừng nghe đi bài thôi bài họ hết rồi hết bài qua rồi chị hát đi chị chị hát ba khúc gì đấy, bọn em đang ngồi đợi được nghe tiếng hát chị. Chị em sẽ hát bài trên cao. Ding ding ai, ding ding sơ gara pam, ding ding ai, ding ding sơ gara pam, ding ding ai, chàng kia pơ gara đi, chàng kia ai, yo ba yo đang yo đi cả, rong pa đắp a chém rong o. Dành bơ đắp cầm mà dành đi cả giờ và vô ôn thế giờ dành bơ đắp cầm mà dành đi cả giờ và vô ôn thế giờ đến tiếng ai tiếng tiếng sờ gara pam tiếng tiếng ai chàng kia pơ gật đi chàng kia ai chàng kia pơ gật bên vai chàng kia ai giờ vỡ yun đang giờ đi cả vàng chú ra vây luôn vang bơi hoặc tớ bên nắng chùa hoặc đi cả còn lại tớ bên bồ đất rồi giờ và yun đang giờ đi cả giờ và yun thế giờ đinh đinh ngay đinh đinh sờ gara pam đinh đinh ngay chàng chờ pờ gara đi chàng chờ ai chàng chờ pờ gara pân và chàng chờ ai giờ và yun thương giờ đi cả nào bên phải chắc cơ tu nào cơ dành bơ đắp cầm mà dành đi cả giờ và yun thế giờ dành bơ đắp cầm mà dành đi cả giờ và yun thế giờ ding ding ai ding ding sơ gara pam ding ding ai chàng kia pơ gara đi chàng kia ai chàng kia pơ đắp bên vai chàng kia chi giờ vỡ gió thay gió đi ra rô vỡ đắp không mai chạm rung dành phở đắm cầm mà dành để cả nào và cha rời cờ tu nào dành phở đắm cầm mà dành để cả vàng cầm cho quay lòng vỡ đinh đinh ngay đinh đinh sờ gara pam đinh đinh ngay chàng kia pơ gara đi chàng kia ai chàng kia pơ gara đi chàng kia ai ô nó nó bơi ra lan chập đập để dương chàng tụi nó
Rồi chung nói câu chuyện gì lên cho mọi người nói chuyện với nhau chung. Ra ra làng thế là sáng mai là mình tập trung ở 5 giờ 4 rưỡi là mình bắt đầu lễ hành lễ rồi đúng không ạ? Dạ, là hành lễ là mình hành lễ đến 6 giờ đúng không ạ? 6 giờ xong rồi thì mọi người dạ, chủ nhật thì mới đông đúng không ạ? Tại vì là con thấy nhà thờ mình thì cũng chắc gì cũng chứ 100 200 người đấy làm sao mà mình hành lễ đúng không ạ? Cái này mà không có cha thì sao? Thì có phó lễ đúng không? Ngày thường là giờ phụ làm lễ. Dạ. À, ngày chủ nhật là cha về. Dạ. Ông ra đây ngồi có một tí. Đấy đi mình ngồi xuống đây. Khúc nào ông? Sát nhà rồng. À sát nhà rồng nha. Chúng ta đi lễ sớm. Thế thì khoảng mấy giờ thì bắt đầu khóa lễ? Đi đọc kinh thôi. Không đi đọc kinh. À đi đọc kinh. Đánh đi. Châu. Cái này da trâu đúng không dạ? Da bò.
Ăn buổi sáng luôn. Dạ. Sáng ăn sáng mới dã. Dạ. À. Cho ngồi nhờ một chút cho ấm được không? Dạ. 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 Cái cảnh toàn rồi. Nên quay cận không nổi ơi. Hồi nhà có cái nhé. Bán cái này làm cái này cái xưa nó có cái nhà này quá cắt á. Tụi buổi sáng là nó giả gạo ở trên cái sàn á, vợ giả gạo sàn. Quê mấy người Mường á, người Mường người ta kêu bằng tên con đầu. Đúng rồi, kêu tên con đầu, ví dụ nhà ông là nhà ông Vương. Cái đá này nó vẫn chưa đúng gì á. Tôi rất là thèm cái ly cà phê từ cái hồi ngày xưa. Không ngon, nó không chịu cho cà phê, chẳng qua trồng là ép chứa ngon như vàng thôi. Dạ. Cái cà phê thiệt chắc là ở Gia Lai. Gia Lai dạ. Cái hồi xưa nó khác là nó tinh chất là cái hạt cà phê luộc ra. Thay vì anh rang thì anh chế nước sôi ra. Thay vì nó không rang. Dạ, chắc cũng phải cả nước suối, đúng như suối của ấy ra chứ cũng không phải. Cái làng đây là một cục đá khỏi. Một cục đá nguyên đá bạc. Dạ. Anh khoan giếng xuống chỉ khoan bao nhiêu mét mình lên to. Bây giờ tôi nhớ nhà tôi mà cao lên mấy vàng lên cho cả dân nó động chạm tới cái vấn đề. Bây giờ tuy rằng nó theo Công giáo nhưng có một cái ông nha, ông cũng lớn hơn chị, cũng tuổi thì nói chị ông bận gì trắng cái kiểu như chưa qua đây, ông gõ cửa ông hỏi cô ra chưa. Dạ, xin mời anh, xin mời bác. Ai mua đất rồi vậy cô? Nó hỏi cho chị mua đất sao? Tôi đất thì tôi có ở trên hồi ngày xưa rồi mua đất ở trên trường Chinh kia cũng. Bây giờ tôi thích chỗ đây, cái trong làng dân tộc gì ở đâu tôi cũng ở, miễn sao phong thủy là tôi ở. À, chú đi xe ôm 40 ngàn, vậy tôi không chở, tôi dứt khoát tôi không chở. Mở gần không? Còn cái này là mình mới mua sao? Mình mua tiền.
lên nương xa không? Hơn 2 cây số hả? Yeah. Thế mình lên nương trưa mình ăn đấy luôn hả? Yeah. Mình có nhà ở trên nương không? Có. Có nhà trên nương hả? Thích quá nhỉ. Buổi trưa cho ăn cơm với được không? Anh nhận yêu của vợ tình rồi kìa. Từ từ thôi, dân thành phố không đi được. Qua bên kia thì được, còn qua bên này không có ai trông được mà. Cười cho nó vui nha. Từ từ. Quang à? Không. Quay gì cả? Quay cái cuốc. Cuốc đẹp phải phải quay. Chưa thấy cuốc. Quay. Chưa thấy cuốc bao giờ, đến ra bây giờ mới phải quay. Chưa thấy cuốc. Quay qua cái sạc ảnh. Thì phải, chưa thấy bao giờ thì mới quay. Thấy thì quay làm gì? Chuyện của ông. Chung hỏi đi Chung. Tức là chưa, hàng ngày là đưa người qua bên kia sông làm đấy đúng không? Đi làm đấy. Để đi làm xong ông có lên dãy không? Lên dãy. À xong lên dãy xong lúc về lại đưa mọi người về. Tao đấy. Rồi đi nhá, lát nữa gặp nhá. Lát nữa chèo thuyền cho con đi chơi nhá. Chịu không? Nana.
ai trèo cho mình qua đi. Đừng sợ, nghe tìm nữa. Cỡ một người hai năm thôi. Không, thế thì... Đây, ta quay hết rồi. Không, anh vừa nghe thôi thì... Tạm nhọc nữa, rạc cái khinh nhọc ô. Anh mơ. Thằng quá ai này. Anh vừa kinh bạc. Lăng 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 dơ. Anh vừa kinh bạc. Đông chọc rồi, băng chọc rồi. Quạt đi vô, tôi vì vô mặt quăng. Tạ cơ, đã bắt anh hai cành lẹp, chả lẹp rất giúp mày, dạ cành phượng nghi mốt. Alo, đi vào đó nằm chơi, alo. Alo. Thôi, đi đi. Cái chị hắn lòng nặng thật này. Khoảng bây giờ. Khoảng bây giờ vậy? Khoảng bây giờ kìa. Ừ, được. Nhà rông nha. Ừ. Vui không? Cái này mình chêu à. Tho quay đi tho tho. Cái đó không anh đi ra cái tay không? Sao kìa. Qua kia lại. Ôi mà lên nương nhà mình xa không? Có phải qua sông không? Đi đi, mình cứ đi đi, mình đi đi. Không phải qua sông hả? Ừ. Này. Thế là cứ men theo đường này đi, còn xa không? Xa chứ. Xa? Dạ. Mấy cây số nữa? Biết đâu. Không biết, nhưng dạ. Mà đi bộ hả? Dạ, đi bộ. Ừ. Đi bộ khoảng bao lâu thì tới nơi? Lâu chứ. Khỏi dẫn theo hai đứa nít chứ. Dẫn lại không đi học thì lên theo mẹ lên nương hả? Hôm nay thứ sáu nghỉ. Hôm nay em nghỉ ha, yeah. Theo mẹ lên nương vui ha. Yeah. Có giúp được gì mẹ không, trên đấy không? Đây nội. Cháu nội à? Dạ. Yeah. À, cả hai này là cháu nội cả. Dạ. Yeah. Rồi, cháu. Không, về cái hấp máy mới này. Thank you.
Thì chỉ đợi may mà nhà đấy còn lại hỏi cũng hỏi lại dân. Nó bà tọ. Nói nó mới vui. Rồi sau mà già làng không dẫn đi ở lên nhờ sơ dẫn đi đó. Thì lát nữa sơ dẫn nó đi đại. Nó mới thực tế. Yeah.
Yeah.
Thank you.
quay những nhà đẹp quá. Có phát cái áo vào không? Có phát đấy vào không? Cái cảnh nó đẹp. Cầu thang hư mất mấy bậc rồi hả? Thế ngày xưa. Rồi đây đấy. Rồi. Chậm thôi. Ơi, thằng chân, chừng còn có thằng cô đấy chạy lên hả? Đó đầu nó quay cảnh xa xa nè. Đó nó chạy lên thì zoom out nè. Đó nó quay cho nó chơi đó lên chút nữa rồi. Tầm đấy là có chồng rồi. Đây này mấy đứa trẻ con. Hello. Thank you.
Thank you.